Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với DeFi Discussion. Đây là podcast mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện cũng như là chia sẻ với nhau những góc nhìn thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Đồng hành cùng với mình trong một cái chủ đề thu hút được rất nhiều sự chú ý của thị trường DeFi trong tuần vừa rồi là một gương mặt hết sức quen thuộc với series của chúng ta. Rồi, hello, xin chào Tiến. Rất vui khi được đồng hành cùng với Tiến trong DeFi Discussion tuần này. Ok, xin chào anh Nguyên cũng như là những cái anh em đang nghe DeFi Discussion tập tuần này. Rất là vui khi được lại có cơ hội ngồi đây cùng với anh Nguyên và các anh em đang nghe podcast. Có dịp trò chuyện về những cái câu chuyện, những cái chủ đề thú vị xoay quanh cái thị trường crypto trong thời gian hiện tại. Ok, thì như đã nói ở cái phần intro thì chắc chắn là anh em cũng biết chủ đề của tập tuần này nó là cái gì. Một cái từ khóa, một cái cơn sốt mà nó gây ra rất nhiều tranh cãi, không chỉ riêng trong tuần vừa rồi mà là đâu đó tầm 2 đến 3 tháng đổ lại đây. Thì câu chuyện chúng ta sẽ nói về Eigenlayer, một cái dự án, một cái đầu tàu của cái mảng restaking trong suốt nửa năm đổ lại đây. Thì trong tuần vừa rồi thì nhiều anh em cũng biết là rất là nhiều những cái thông tin mới cũng như là những cái drama liên quan đến cái dự án này. Thì chắc là đầu tiên nhờ Tiến nói một xíu về cái câu chuyện này, và nếu như mà được đưa ra ba cái gạch đầu dòng đáng chú ý xoay quanh cái câu chuyện của Eigenlayer trong tuần vừa rồi thì Tiến sẽ chọn đó là ba cái từ khóa gì? Dạ, thì đúng là câu chuyện về Eigenlayer là một trong những cái câu chuyện mà chúng ta quan tâm rất là nhiều từ trước đến nay, và thậm chí là từ cái thời điểm mà cái cơn sốt Aerox nó bắt đầu thổi bùng lên, và khi mà cái dự án mà thông báo về cái token quản trị của họ, về cái token agent của họ, thì có khá là nhiều những cái tranh cãi xoay quanh cái tokenomics cũng như là cái chương trình mà Aerox cái token đó dành cho người dùng. Thì để nói, nếu mà có thể dùng được ba cái gạch đầu dòng, ba cái thông tin mà em nghĩ là nhiều người quan tâm nhất trong cái đợt long vừa rồi, thì em nghĩ sẽ là thứ nhất sẽ là câu chuyện về tokenomics như anh Nguyên đã đề cập. Thứ hai là câu chuyện về việc là token non-transferable, một cái chiến lược, có thể gọi là một cái chiến lược mà bên phía Eigenlayer Foundation đưa ra để gọi là gì đây, đảm bảo được cái tính decentralized của cái hệ sinh thái cũng như là của cái token của họ. Và cuối cùng là câu chuyện liên quan tới một trong những cái thuật ngữ mà em cảm thấy là khó hiểu nhất mà em đã từng đọc trong thị trường crypto, đó là thuật ngữ liên quan tới việc mà Universal Intersubjective Work Token, là một cái thuật ngữ mới mà bên phía Eigenlayer họ đưa ra. Thì đó, theo em nghĩ đây là ba cái gạch đầu dòng mà em thấy là thú vị nhất trong cái câu chuyện Eigenlayer long token của họ vừa qua. Ok, câu chuyện về tokenomics thì chúng ta có thể rõ ràng thấy được là cái thời điểm mà Eigenlayer họ đưa ra cái white paper của họ về token agent cũng như là một cái bài blog để summarize lại toàn bộ cái white paper đó, thì thậm chí rất là nhiều KOL trên Twitter đã đưa ra là trong 43 trang white paper của dự án thì không có một cái từ khóa nào liên quan tới cái từ tokenomics cả. 43 trang white paper và không có một token nào liên quan tới một từ khóa nào liên quan tới từ tokenomics, và phải đợi đến khi mà cái trang báo The Block tổng hợp lại và cũng như là một số những cái bên khác họ tổng hợp lại những cái dữ liệu liên quan tới những cái token allocation, thì họ mới vẽ ra được một cái biểu đồ kiểu một cái pie chart để liên quan tới cái tokenomics này. Và điều đó đã gây lên một cái gọi là cái sự phẫn nộ trong cộng đồng, khi mà họ, đây là một cái hành động rõ ràng là họ đang không thể hiện được cái sự minh bạch về cái tokenomics. Chúng ta có thể đồng ý rằng là một trong những cái gọi là một cái lực lượng mà khá là đông khi mà thị trường crypto này tiếp xúc với lại cái dự án Eigenlayer, thì chúng ta phần lớn đều là Aerox farmer, những cái người như retail chúng ta đến với dự án sử dụng những cái giao thức như là liquid restaking token hoặc là những cái giao thức phức tạp hơn giống như là Pendle hoặc tương tự như vậy để có thể farm point cho Eigenlayer, và họ đang thể hiện một cái sự không minh bạch về cái tokenomics đó, và họ bắt đầu gây ra một sự phản nội trong cộng đồng. Thứ hai là cái câu chuyện về cái việc mà sau khi mà chúng ta đã có check được cái phần token allocation của chúng ta xong rồi, thì dự án lại đưa ra một cái phần gọi là họ thông báo về cái việc là những cái token này sau khi claim xong sẽ không thể di chuyển lại được giữa các phí, tức là token sẽ non-transferable, và điều đó cũng sẽ đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ không thể đem xả token trên sàn hoặc cũng như không thể chuyển sang những ví khác tương tự như vậy được. Thì bên phía Eigenlayer có một cái bài blog nói về cái vấn đề này liên quan tới cái việc mà vì sao họ lại làm như vậy. Thì nếu mà mình nhớ không nhầm thì đây, họ sẽ đưa ra thứ nhất là
để họ đưa ra cái chiến lược này đi, gọi là cái chiến lược này, thì thứ nhất là để tăng cường cái tính phi tập trung, cho cộng đồng. Thứ hai là để đảm bảo rằng cái việc cái sử dụng token này với mục đích là payment cũng như là slashing. Và thứ ba là nhằm phục vụ cho cộng đồng. Đó, kiểu như vậy, họ đưa ra những cái ý tưởng như vậy để bào chữa cho cái việc mà token của họ sẽ gọi là non-transferable. Thì nhiều người bắt đầu đặt cái vấn đề là việc mà token họ cơ bản vốn đã phát cho người dùng rồi mà còn lại còn non-transferable thì nó sẽ không khác gì giống như là một cái POI trước đây cả. Và đối với lại những cái retail bình thường thì nó khá là, nếu các bạn không thể đem bán được ở cái thời điểm đó thì đối với phần lớn người ta sẽ cho rằng là những cái token họ claim được nó sẽ khá là vô dụng, và bởi vì họ chưa thấy được một cái gọi là một cái utility, những cái chức năng gì có thể sử dụng token đó trước mắt cả đối với lại một cái retail bình thường cả. Thì đó là lý do vì sao mà các bạn có thể lướt Twitter khắp những cái ngày hôm qua, các bạn có thể người ta nói rất là nhiều tới cái vấn đề này, bất kỳ một cái retail nào cũng sẽ nói tới vấn đề này. Đó là hai cái thứ mà mình thấy gọi là những cái drama liên quan tới cái câu chuyện mà Azalea launch cái token này. Còn một cái nữa là mình đã nhắc tới là một trong những cái thuật ngữ mới mà bên phía Azalea đưa ra, đó chính là Universal Intersubjective Work Token. Thì sau khi đã đọc cái hai cái bài blog của Azalea thì nói thật là em vẫn không thể nào, chưa thể nào gọi là hình dung được là cái token này nó sẽ hoạt động như thế nào, nên chắc là sẽ phải nhờ tới anh Nguyên nhỉ. Ok, thì nói một xíu về cái khái niệm này, thì nếu mà anh em quan tâm đến những cái chi tiết thì có thể tìm đọc một cái bài viết mà có thể coi là một cái tóm gọn lại của mình, những thứ mình hiểu về cái khái niệm này, thì anh em có thể tìm đọc về cái khái niệm này ở trên coi số 8, một cái bài viết riêng. Còn để mà gọi là nói về cái lý do mà họ sử dụng cái khái niệm này á, thì chúng ta cũng cần phải hiểu là có hai cái tác vụ chính, là cái tác vụ objective, tức là cái tác vụ mà có thể xử lý tranh chấp ở trong nội bộ của Ethereum, và nó có những cái luật lệ mà cái hệ thống máy ảo EVM nó đã đặt ra sẵn để nó xử lý những cái tranh chấp này. Còn cái câu chuyện về intersubjective á, là cái câu chuyện nằm ngoài cái mạng lưới của Ethereum, thì đây là cái bài toán mà Eigenlayer họ đặt ra để họ xử lý. Thì cái khái niệm intersubjective này thì chúng ta có thể hiểu nó là một cái tác vụ nằm ngoài cái phạm vi điều chỉnh của Ethereum. Hiểu nôm na là những cái câu chuyện liên quan đến Oracle chẳng hạn, thì nó nằm ngoài cái phạm vi, tức là những cái đơn vị cung cấp data từ bên ngoài cái mạng lưới của Ethereum thì có người sẽ cung cấp ở giá A, có người cung cấp ở giá B. Thì cái câu chuyện đó thì để mà nội bộ cái mạng lưới Ethereum nó có thể xử lý những cái tranh chấp đó thì nó cũng khá là khó. Hoặc là những cái câu chuyện liên quan đến khả dụng dữ liệu chẳng hạn, như chúng ta nói rất là nhiều ở trong cái giai đoạn đầu năm 2024, thì nó cũng là một cái định dạng về intersubjective. Thì nói đến đây thì nhiều anh em sẽ thắc mắc là ủa bây giờ Eigenlayer họ đẻ ra một cái cơ chế là restaking đúng không? Thì cái việc mà chúng ta restake lại cái Ethereum của mình và tạo ra một cái lượng giá trị, người ta gọi là cái lượng giá trị an ninh đi, security value đi, và sử dụng cái lượng giá trị này để xác thực cho những cái mạng lưới IVS chẳng hạn, thì nó là cái mục tiêu ban đầu của Eigenlayer. Vậy thì tại sao phải đẻ ra một cái token mới và một cái mạng lưới mới trong khi không sử dụng cái cơ chế cái lượng giá trị an ninh mà đã được tạo ra bởi cái restaking? Thì nhiều anh em sẽ thắc mắc về cái câu chuyện này, và đây cũng là một cái chủ đề mà người ta bàn tán rất là nhiều. Thì về cơ bản, theo cái tài liệu của Eigenlayer họ công bố, thì những cái tác vụ intersubjective á, là những cái khái niệm mà những cái tác vụ mà gọi là mình dùng cái từ của cá nhân mình hiểu thôi nha, là những cái câu chuyện mà liên quan đến ngoài phạm vi của EVM, ngoài cái phạm vi của blockchain. Thì khi mà sử dụng cái mạng lưới restaking và có xảy ra tranh chấp thì nó sẽ cần phải đối chiếu rất là nhiều với lại cái mạng lưới gốc, là cái mạng lưới Ethereum, và lúc đó thì cái sự chồng chéo về mặt consensus nó sẽ xảy ra. Tức là hiểu nôm na là cái mạng lưới restaking chúng ta có thể tạm coi nó là một cái mạng lưới xác thực riêng, và mạng lưới của Ethereum là một cái mạng lưới xác thực riêng. Thì khi mà có những cái tranh chấp liên quan đến vấn đề phức tạp ở ngoài blockchain thì hai cái mạng lưới này nó sẽ phải đâu đó nó phải tương tác và nó đối chiếu với nhau để xử lý cái vấn đề đó, thì nó khá là phức tạp và nó chồng chéo. Và Vitalik cũng đã đề cập đến cái câu chuyện này, tức là nếu như mà làm thêm một cái mạng lưới như vậy á thì nó sẽ tạo ra một cái sự gọi là overload cho cái cơ chế đồng thuận. Thì đó là cái vấn đề mà Eigenlayer họ nêu ra khi mà họ không sử dụng cái cơ chế restaking cho những cái tác vụ intersubjective như vậy. Thì nói như vậy không có nghĩa là restaking nó sẽ không được sử dụng, mà là restaking nó vẫn sẽ sử dụng, nhưng mà nó cho những cái tác vụ objective. Những cái objective tức là những cái tác vụ mà bản thân cái những cái tranh chấp nó đã được quy định, nó có những cái luật được quy định
để xử lý thông qua cái hệ thống máy ảo EVM. Thì cái restricting nó vẫn được sử dụng cho những cái tác vụ như vậy. Nhưng những cái tác vụ intersubjective chẳng hạn, những cái tác vụ bên ngoài và nó phức tạp hơn thì người ta sẽ sử dụng một cái cơ chế token mới. Thì đây là lý do tại sao mà chúng ta có một cái eigen và một cái mô hình hai token quản trị. Như anh em cũng đã thấy và đọc rất nhiều ngày gần đây. Thì còn về cái việc mà tại sao phải có hai cái token đó, thì hiểu nôm na là đây là cái việc làm sao để vừa giúp cái token eigen nó tham gia quản trị, tham gia staking ở trong những cái mạng lưới ABS, mà vừa tạo ra một cái phiên bản đại diện để có thể gọi là cung cấp những cái giá trị mới trong các cái DApp thì có thể sử dụng cái token eigen. Người ta dùng cái từ là không theo dõi các hoạt động forking, unaware forking, thì nó là cái phiên bản eigen. Còn cái phiên bản beigen là cái phiên bản backing eigen á, là cái phiên bản mà nó sẽ được sử dụng ở dưới cái khâu đồng thuận và quản trị cho những cái ABS. Thì nó chia tách hai cái token này ra để làm sao có thể đảm bảo được là tái sử dụng được cái eigen, nhưng mà nó vẫn giúp cho cái người mà sử dụng cái token eigen á, họ có thể redeem lại về đúng cái chain khi mà cái mạng lưới nó xảy ra hiện tượng forking. Thì nếu mà nói một cách gọi là theo cách mình hiểu thì nó sẽ là như vậy. Còn anh em nào mà quan tâm và muốn đọc sâu hơn về những cái khái niệm này thì có thể tìm hiểu một cái bài viết mà bọn mình đã chia sẻ trên Coin 68, một cái bài viết nó giải thích kỹ hơn về cái cơ chế này. Thì hy vọng là đâu đó nó cũng sẽ phần nào giải thích được cái câu chuyện này cho anh em, một cái khái niệm nó hết sức là phức tạp và khó hiểu. Rồi thì chắc là chúng ta nói một xíu về cái câu chuyện tương lai đi ha. Thì rõ ràng là sẽ có một bộ phận người ta farm airdrop, người ta rời đi, và điển hình chúng ta thấy là cái TVL của Eigen Layer đã giảm một cái lượng cũng khá là đáng kể sau cái thông tin công bố token và airdrop của họ. Nhưng mà chúng ta sẽ cần phải nói nhiều đến cái chặng đường phía trước của cái dự án này, và có thể là chúng ta sẽ cần phải nói về cái câu chuyện là ABS, Operator và Rollup, ba cái khái niệm mà có thể coi là xuất hiện khá là dày đặc ở trên cái website của Eigen Layer. Thì chúng ta sẽ nói về cái sản phẩm này, và không biết là Tiến phân biệt ba cái khái niệm này như thế nào, và những cái anh em mà đang theo dõi và quan tâm đến cái dự án Eigen chẳng hạn, thì liệu họ sẽ cần phải hiểu như thế nào để có thể có những cái phương pháp nó phù hợp, những cái quyết định phù hợp trong tương lai liên quan đến những cái khái niệm này ha. Để mà có thể hình dung ra được là một cái framework của Eigen Layer nó sẽ hoạt động từ trên xuống dưới như thế nào, thì có lẽ mình sẽ đi theo đúng cái trình tự của nó. Thì đầu tiên đó là cái framework, đó là cái framework của Eigen Layer mà chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới. Đầu tiên là sẽ có những cái restaker sẽ delegate it vào những cái operator. Đó, những cái operator sẽ là những cái đơn vị mà những cái vận hành những cái phần mềm và hỗ trợ những cái sản phẩm được build trên những cái AVS. AVS ở đây là những cái mạng lưới mà họ sử dụng cái lượng mà ít mà đã được vừa được delegate từ những cái operator để có thể cung cấp cái khả năng bảo mật hoặc là những cái dịch vụ khác nhau dành cho những cái DA này, hoặc là những cái Oracle, hoặc là những cái Bridge, hoặc là bất kỳ một cái DApp nào có những cái nhu cầu khác nhau. Ok, và cuối cùng, cái element cuối cùng là Rollup. Thì Rollup sẽ là những cái blockchain, theo mình hiểu là sẽ là những cái blockchain mà họ sẽ sử dụng những cái mảnh ghép từ những cái AVS giống như là Eigen DA. Thì những cái sản phẩm như vậy thì sẽ được gọi là Rollup trong một cái hệ sinh thái của Eigen Layer. Đó thì theo mình nghĩ sẽ là đó sẽ là những cái element mà nó tồn tại trong một cái framework của Eigen Layer. Thời điểm hiện tại thì với cái framework như vậy thì nhiều ý kiến cho rằng là sau cái thời điểm mà Eigen Layer họ launch cái token của họ thì Eigen sẽ gặp nhiều những cái vấn đề, ví dụ như là một số những cái dự án gần đây launch thì họ gặp phải một cái vấn đề nổi bật, đó chính là TVL giảm sau khi airdrop. Rồi đối với riêng Eigen Layer thì sẽ là cái câu chuyện về cái việc là khi mà họ tận dụng lại cái lượng supply của security của ETH, của Ethereum, thì nó sẽ cơ bản là nó sẽ tương đối nhiều, trong khi cái demand thực sự đối với lại việc là sử dụng những cái AVS đó thì cơ bản theo em thấy là chưa có. Thì đối với bản thân các retail như chúng ta đây, thì theo anh Nguyên nghĩ thì đâu sẽ là những cái cách tiếp cận phù hợp xoay quanh Eigen Layer trong cái khoảng thời gian tới? Thực sự ra thì cái câu chuyện về cách tiếp cận phù hợp cho retail thì cá nhân mình không dám nói đây là những cái lời khuyên
hay là những cái chiến lược gì cả, nghe nó rất là phức tạp. Anh em hãy xem đây là những cái chia sẻ, những cái góc nhìn của bọn mình thôi. Thì trước khi đi vào những cái câu chuyện đó thì chúng ta cần phải nói một xíu về cái bối cảnh hiện tại của Eigenlayer. Như Tiến có đề cập, đó là cái câu chuyện về supply và demand, cái câu chuyện cung cầu của một cái khái niệm mà có thể coi là cái sản phẩm của Eigenlayer, đó là cái security value, tức là cái giá trị an ninh của họ. Thì chúng ta thấy là trước cái Aerob thì đâu đó 15-16 tỷ USD giá trị Ethereum được bỏ vào trong cái EigenDA. Thì anh em hình dung đây là cái supply đi, cái nguồn cung của một cái khái niệm người ta gọi là giá trị an ninh, security value. Tuy nhiên á, là nếu như mà anh em dò lại ở trên cái trang web của EigenLayer á, thì thấy đâu đó tầm khoảng 15-16 cái AVS gì nó mới triển khai trên mainnet thôi. Và cái demand này thì về cơ bản nó cũng khá là thấp. Chúng ta hình dung cái mô hình của EigenLayer là thu hút cái lượng Ethereum stake vào và cung cấp cái giá trị bảo mật đó cho những cái mạng lưới AVS, đúng không? Thì về cơ bản là ở thời điểm hiện tại mọi thứ vẫn đang khá là không cân bằng giữa cái câu chuyện là cung và cầu. Và một cái chi tiết nữa đó là cái AVS này nó chưa thực sự là được triển khai ở thời điểm hiện tại nha, là các cái AVS này nó chưa vận hành một cách gọi là đầy đủ chức năng, và nó chưa có một cái câu chuyện liên quan đến rework và slashing. Thì đây là một cái khái niệm mà có thể là nhiều anh em theo dõi những cái hoạt động của EigenLayer cũng đã biết rồi, đó là những cái câu chuyện liên quan đến thưởng và phạt của các cái mạng lưới. Thì khi mà các cái AVS này họ có tích hợp thêm cái chức năng đó thì có thể nó sẽ là một cái biến số mới mà chúng ta cần phải theo dõi trong thời gian tới. Thì đây là cái câu chuyện mà những người retail như chúng ta có nên theo dõi những câu chuyện như thế này. Bởi vì khi mà có cái yếu tố về thưởng và phạt đối với các AVS á, thì có thể nó sẽ thay đổi cái cán cân trong thời gian tới, và nó sẽ gọi là nó sẽ cho chúng ta một cái bức tranh rõ ràng hơn về cách vận hành của EigenLayer, liệu họ có vận hành một cách hiệu quả hay không, liệu cái lượng Ethereum mà người dùng delegate cho những cái đơn vị operator á, nó có gặp rủi ro gì hay không. Bởi vì khi mà slashing nó diễn ra, cái câu chuyện thưởng phạt nó diễn ra, mạng lưới nó vận hành mà cái người delegate á, cái người ủy quyền Ethereum mà bị phạt á, thì có thể cái yield của họ hưởng từ cái hoạt động delegate đó nó sẽ bị ảnh hưởng, mà có thể nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái lượng giá trị được khóa ở trên mạng lưới nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ cần phải theo dõi. Rồi thì nhưng mà song song đó thì chắc là nhiều anh em cũng để ý một cái câu chuyện, đó là rất là nhiều những cái AVS ở trên Eigen thì nó vẫn chưa có token, đúng không? Thì nó cũng là một cái tiếp cận về mặt gọi là chúng ta tái sử dụng cái lượng Ethereum mình đang nhàn rỗi chẳng hạn. Mình có thể bỏ một ít vào các cái operator này, mình có thể delegate cho các cái dự án hoặc là những cái đơn vị operator mà chúng ta cảm thấy an toàn, và chúng ta để đó và cũng coi như là một cái cách để chúng ta sử dụng cái Ethereum của mình sao cho nó hiệu quả, và có những cái cơ hội liên quan đến Aerob trong thời gian tới. Thì giống như Tiến có đề cập ở cái câu chuyện là AVS, operator và rollup, thì đây là những cái khái niệm mà chúng ta cần phải phân biệt nó hết sức là rành rồi trước khi chúng ta thực hiện cái bước đi cũng như là những cái thao tác ở trên cái mạng lưới Eigen này. Ok, thì đó là cái câu chuyện mà làm sao mình retail như chúng ta sẽ có những cái cách tiếp cận phù hợp xoay quanh cái hệ sinh thái của EigenLayer trong khoảng thời gian tới. Thì xoay quanh cái câu chuyện này luôn, bên lề một cái câu chuyện này luôn, đó chính là về việc mà sau những gì mà EigenLayer đã làm ra, tức là họ đang đi lệch hướng so với lại những cái POI game mà những cái dự án trước giờ hay làm. Những cái dự án POI game trước giờ hay làm, chúng ta sẽ thường thấy hai cái trường hợp, là giống như là thứ nhất là về việc là gọi là Lightning Allocation đi. Allocation tức là bao nhiêu POI thì sẽ được bấy nhiêu token. Thường là chúng ta sẽ thấy như vậy. Thì sau khi EigenLayer làm ra cái việc mà claim POI, claim token xong và không được non-transferable token, tức là token sẽ không được chuyển đi, và cũng như là những cái việc liên quan tới tokenomics, rồi vesting, rồi tất cả những thứ đó rất là nhập nhằng với nhau, rồi cũng không được rõ ràng và minh bạch. Thì cũng như là cái việc là đang có quá nhiều những cái dự án mà làm theo những cái POI game này, thì không biết theo ý kiến của anh Nguyên sao, nhưng mà em cảm giác như là cái chu kỳ mà chúng ta trải qua cái POI game, cái meta POI game này, đối với em thì nó đang dần dần đi tới hồi kết, bởi vì nó thực sự không còn đủ sức hấp dẫn để thu hút user tới nữa. Và điển hình như là một số dự án gần đây mà họ Aerob như trên Solana, như Camino hoặc là những cái dự án tương tự như vậy đều không có đáp ứng được cái kỳ vọng đề ra của người dùng. Và rõ ràng đây là một cái câu chuyện mà chúng ta đã từng nhắc tới trong một vài tập podcast trong quá khứ rồi. Thì không biết ý kiến của anh Nguyên sao về câu chuyện này nhỉ? Trước hết là chúng ta phải thừa nhận với nhau là cái Aerob nó vẫn là một cái gì đó nó rất là hiệu quả.
nó có cái vai trò của nó trong một cái giai đoạn phát triển của các cái sản phẩm. Còn về cái performance của các cái token sau khi họ airdrop thời gian gần đây thì nhìn chung thì chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau là nó cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi những cái động thái của các cái đồng coin có giá trị vốn hóa lớn ở trên thị trường, và nó là một cái gọi là tâm lý chung của thị trường. Thì cái này nó cũng ảnh hưởng đâu đó đến cái performance của các cái hoạt động airdrop trong một tháng rồi lại đây. Nhưng như chúng ta có đề cập ở trong một cái tập liên quan đến câu chuyện điểm thưởng đúng không? Thì về cơ bản cái sản phẩm cốt lõi của cái dự án nó vẫn là cái thứ quan trọng hơn. Thậm chí nó, nếu như mà nói không quá thì nó là thứ quan trọng nhất đối với một cái token. Bởi vì cái điểm thưởng nó chỉ là cái cú hích khi mà dự án triển khai cái token của mình và thu hút được cái dòng tiền vào cái sản phẩm. Nhưng mà để mà có thể đi đường dài hay không thì cái sản phẩm nó phải có một cái giá trị nào đó cho mạng lưới hoặc là cho người dùng. Đó mới là cái câu chuyện mà chúng ta cần bàn tới. Còn về cái việc là điểm thưởng nó có bị out meta hay không thì mình nghĩ nó là cái câu chuyện về cung cầu thôi. Nhiều người người ta săn airdrop nhiều quá thì cái point, cái điểm thưởng nó đâu đó nó sẽ bị bão hòa, nó sẽ bị pha loãng ra. Và cái đó là cái câu chuyện về cung cầu thì nó là bình thường. Nhưng mà cái cơ chế point này á, thì mình thấy là ngấp nghé đâu đó nó sẽ có những cái câu chuyện liên quan đến point trên point, tức là điểm thưởng ở trên một cái điểm thưởng. Nó là một cái, không biết nó có phải là một cái quán tính của thị trường DeFi hay không, nhưng mà mấy ông DeFi xây dựng sản phẩm thì thường hay có cái nhu cầu là đè một cái lớp lên một cái lớp á, thì có thể là nó sẽ là một cái xu hướng mới, một cái điểm thưởng gì đó để xác thực xem là một người dùng có phải là họ đang si bin hay không, hoặc là họ có phải là một cái insider gì hay không, thì nó sẽ có một cái cơ chế gì đó để lọc như vậy. Đó là một cái thứ mà chúng ta có thể kỳ vọng vào trong tương lai thôi. Chứ hiện tại thì sau cái đợt vừa rồi thì cũng nhiều người nói về cái câu chuyện airdrop và cái câu chuyện điểm thưởng này vẫn còn rất nhiều những tranh cãi, những cái lỗ hổng. Thì chúng ta nên chờ đợi và theo dõi những cái giải pháp mới để xử lý được cái câu chuyện này. Thì hy vọng là đâu đó trong tương lai chúng ta có thể thấy được những cái dự án kiểu như vậy thôi. Ok, mình nghĩ là chủ đề tuần này cũng là một cái câu chuyện hết sức là phức tạp, rất là nhiều những cái khái niệm mới. Nhưng mà đâu đó mình nghĩ là vì nó là một cái xu hướng xây dựng chung của cái sản phẩm DeFi á, nên là chúng ta nên đâu đó chuẩn bị cho mình những cái thông tin, những cái kiến thức liên quan đến những cái mảnh ghép như thế này, vì biết đâu đó trong tương lai sẽ có những cái mảnh ghép khác mới hơn, phức tạp hơn, và nó đè lên những cái mảnh ghép này. Và nếu như mà chúng ta không dành thời gian để chúng ta tìm hiểu, chúng ta học hỏi với nhau về những cái khái niệm mới hiện tại, thì có thể trong tương lai những cái khái niệm mới chúng ta sẽ khá là mù mờ, bởi vì nó là một cái xu hướng xây dựng chung của các cái sản phẩm blockchain rồi, đúng không? Tức là một cái lớp đè lên một cái lớp. Thì hy vọng là những cái tìm tòi tuần này của chúng ta đâu đó nó sẽ có tác dụng trong tương lai, khi mà chúng ta đối mặt với những cái khái niệm nó còn, những cái vấn đề nó còn phức tạp hơn trong tương lai. Thì hy vọng là cái câu chuyện tuần này không quá phức tạp với anh em, để chúng ta còn có thể cùng nhau đồng hành cùng với cái chặng đường phía trước của DeFi. Tập podcast tuần này cũng dài rồi, thì có lẽ bây giờ sẽ là lời chào của Tiến gửi đến các bạn đang nghe DeFi Discussion ha. Ok, thì rất là cảm ơn anh em đã nghe tới cuối cùng của tập podcast DeFi Discussion tuần này. Đúng như anh Nguyên nói thì đây là một cái tập mà em nghĩ là nó vừa là phức tạp nhưng mà nó cũng vừa là cho chúng ta cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại là cái giai đoạn của thị trường, cái đối với retail chúng ta, những cái người mà đang tập trung vào airdrop thì giai đoạn hiện tại của thị trường đang đi tới đâu và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cái meta của cái cuộc chơi sau này. Bởi vì thị trường nó sẽ thay đổi rất là nhanh và chúng ta sẽ cần phải thích nghi để gọi là thích ứng kịp đối với lại cái sự thay đổi đó, để có thể nếu mà muốn kiếm lợi hoặc là muốn phát triển cùng với thị trường. Rồi, ok. Cảm ơn anh em một lần nữa đã nghe đến hết những giây cuối cùng của DeFi Discussion tuần này, và chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại nhau để cùng trò chuyện với nhau trong tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xung quanh thị trường DeFi anh em ha. Rồi, bye bye anh em.